Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua vẫn ác liệt trên khắp mặt trận, đặc biệt ở tỉnh Donetsk. Trong đó nổi bật với tin Nga giành thêm đất ở Donetsk, gây thương vong lớn cho Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận áp lực ở Donetsk, nêu ra 3 yếu tố để kết thúc cuộc chiến. Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Nga giành thêm 2 làng ở Donetsk, gây thương vong lớn cho Ukraine. Trong bản cập nhật chiến sự ngày 28 tháng 7, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng nước này đã giành được 2 ngôi làng ở tỉnh Donetsk là Progres và Zepzenivka, cách nhau vài km, trong khi lực lượng Nga tiến đánh thành phố Pokrov, theo hãng thông tấn TASS. Trước đó, hôm 27 tháng 7, Nga tuyên bố giành được làng Losuvatske, gần đó, một trong số chục ngôi làng ở tỉnh Donetsk mà lực lượng Nga nói rằng đã giành được trong tháng này. Cũng trong bản cập nhật chiến sự ngày 28 tháng 7, Bộ Quốc phòng Nga còn thông tin tình hình hoạt động của các nhóm quân chiến đấu ở Ukraine, trong đó nhóm tác chiến phía Tây và phía Nam của Nga gây ra nhiều thương vong cho Ukraine nhất. Cụ thể, các đơn vị của nhóm chiến đấu phía Tây cải thiện vị trí tiền tuyến và gây thương vong cho một số lữ đoàn Ukraine gần các khu định cư Tabaika và Kupiang, Vutlovyi, tỉnh Kharkiv và Limang, tỉnh Donetsk, cũng như ngăn chặn một cuộc phản công của Ukraine ở gần làng Toske, tỉnh Donetsk. Nhóm quân này khiến khoảng 540 lính Ukraine thương vong, phá hủy một xe bọc thép chở quân Stryker do Mỹ sản xuất, 16 xe cơ giới, 8 kho đạn, cũng như nhiều hệ thống pháo của Ukraine. Còn nhóm chiến đấu phía Nam cũng tiến đánh một số lữ đoàn Ukraine gần các khu định cư Kurakhove, Katernivka, Kostiantynivka, Sebebrienka và Vodnekamenskoye tại tỉnh Donetsk. Hậu quả là 560 lính Ukraine thương vong, một xe tăng, một xe bọc thép chở quân M113 do Mỹ sản xuất, 2 xe cơ giới cùng một số hệ thống pháo của Ukraine bị phá hủy. Ông Zelensky thừa nhận áp lực ở Donetsk, nêu 3 yếu tố để có hòa bình. Ngày 28 tháng 7, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky thừa nhận lực lượng Ukraine đang chịu áp lực lớn ở mặt trận Donetsk, theo hãng tin AFP. Nhiều khu vực ở Donetsk vô cùng khó khăn và trục Pokrov là nơi Nga mở nhiều cuộc tấn công nhất trong những tuần gần đây và đây cũng là nơi chứng kiến nhiều cuộc tấn công dữ dội nhất của đối phương, ông Zelensky nói. Ông Zelensky cũng cho biết trong tuần qua, Nga thả khoảng 700 quả bom dẫn đường và phóng hơn 100 máy bay không người lái UAV Shahed trên lãnh thổ Ukraine. Ông Zelensky nói rằng người dân Ukraine đang phải chịu đựng nỗi đau và sự kinh hoàng mỗi ngày, đồng thời kêu gọi các đối tác nước ngoài của Ukraine cung cấp các hệ thống phòng không hiện đại để bảo vệ người dân. Trong diễn biến liên quan, trả lời đài NHK của Nhật, ông Zelensky nêu ra 3 yếu tố để kết thúc cuộc chiến Nga-Ukraine. Sự kiên nhẫn, ủng hộ và áp lực ngoại giao lên Nga là 3 yếu tố để kết thúc cuộc chiến một cách công bằng. Nếu Mỹ và các quốc gia châu Âu duy trì sự đoàn kết, sẽ có thêm áp lực lên Nga và cho Moscow thấy rằng không có cơ hội chiến thắng nào, ông Zelensky nói. Ông Zelensky nhấn mạnh rằng ông không thể đáp lại lời kêu gọi ngừng bắn trong khi Nga vẫn tiếp tục kiểm soát các khu vực thuộc lãnh thổ Ukraine. Tổng thống Ukraine cũng lưu ý rằng Kyiv sẽ lập một kế hoạch hành động vì hòa bình vào cuối tháng 11 và bắt đầu các cuộc thảo luận chi tiết với các quốc gia có liên quan về toàn vẹn lãnh thổ Ukraine cũng như các vấn đề khác. Nga điều chỉnh chiến thuật ở Donetsk. Nga điều chỉnh chiến thuật ở Donetsk trong bối cảnh lực lượng Ukraine đang chật vật vì thiếu nhiều nguồn lực và khó chịu với thời tiết mùa hè oi bức trên chiến trường. Cụ thể, trong khi giao tranh đang diễn ra dữ dội trên khắp các mặt trận, bao gồm ở thành phố Kupiang, tỉnh Kharkiv và ở một số điểm nóng dọc theo mặt trận phía Nam, việc Nga đẩy mạnh tấn công ở Donetsk cho thấy sự thay đổi đáng chú ý trong chiến thuật của lực lượng nước này, theo tờ The Washington Post. Quân Nga hiện đang tiến dọc theo vòng cung gồm 3 điểm then chốt. Một là thành phố Chasivya, tỉnh Donetsk, nằm ngay phía tây thành phố Bakhmut, nơi quân Nga đã chiếm được vào mùa xuân năm 2023. Hai là thành phố Torez và khu vực thứ ba ở vùng ngoại ô làng Ocheretine, ngôi làng trên vùng đất cao chiến lược bị Nga chiếm giữ vào tháng 5. Trong tháng 7, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã tích cực tiến công và liên tiếp giành quyền kiểm soát một số ngôi làng ở Donetsk, bao gồm Urozhenozhe, Voskhod và Chigari, theo hãng thông tấn TASS. Còn Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết
giao tranh vẫn căng thẳng ở Donetsk và tình hình nóng nhất vẫn ở gần thành phố Pokrov, tỉnh Donetsk. Bà Carolina Hurt, chuyên gia quân sự của ISW cho rằng, việc Nga tăng cường gây áp lực lên mặt trận Donetsk cho thấy có sự thay đổi lớn hơn trong kế hoạch tác chiến của Nga. Theo bà, trước đây Nga bất chấp thương vong, đổ quân vào những trận chiến kéo dài nhưng không mang lại hiệu quả. Tuy nhiên giờ đây, các chỉ huy của Nga đang học cách tấn công đồng thời, phối hợp, hỗ trợ tác chiến giữa các nhóm quân, cũng như duy trì áp lực liên tục lên tuyến phòng thủ của Ukraine. Tuy vậy, bà Hurt cho rằng Nga khó có thể đạt được thành công lớn là kiểm soát toàn bộ vùng Donbass, gồm tỉnh Luhansk, Donetsk, dù có những thắng lợi nhỏ gần đây ở khu vực này. Dù vậy, theo bà Hurt, việc Nga tiến hành một cuộc chiến tiêu hao, bào mòn Ukraine dần dần sẽ có lợi cho Moscow trong bối cảnh tinh thần của lực lượng và sự hỗ trợ của phương Tây dành cho Ukraine trong tương lai đang không chắc chắn. Ukraine chịu áp lực trên nhiều mặt trận. Các lực lượng của Ukraine đang ngày càng cảm thấy áp lực, bao gồm việc thiếu quân và mệt mỏi, cũng như phải chiến đấu dưới cái nắng oi bức của mùa hè, với nhiệt độ vào đầu tháng tăng vọt này lên hơn 40 độ C ở một số khu vực ở mặt trận. Anh Mikhail, 46 tuổi, chỉ huy một đơn vị súng cối Ukraine cho biết, hoạt động trinh sát cho thấy gần đây, Nga đã tăng phòng thủ xung quanh làng Ocheretin và bơm thêm đáng kể các nguồn lực, bao gồm quân lính và xe tăng. Tuần trước, lực lượng Nga đã tiến được hơn 6 km về phía Tây từ Ocheretin, buộc lữ đoàn Ukraine đang chấn giữ phòng tuyến ở khu vực đó, đóng tại làng Prohet, phải rút lui. Một tâm điểm giao tranh khốc liệt khác là xung quanh thành phố Torez, nơi Nga đã đạt được những thắng lợi chiến thuật đáng kể. Các chỉ huy Ukraine và các nhà phân tích quân sự cho biết, mục đích Nga đánh Torez và vào khu định cư New York gần đó là để gây áp lực lên các đơn vị bộ binh đang mệt mỏi của Ukraine, nhằm tạo bàn đạp tiến tới thành phố Kostiantynivka. Nếu quân Nga chiếm được Torez, Pokrov và Kostiantynivka, thì toàn bộ khu vực Donetsk sẽ gặp nguy hiểm. Binh sĩ Ukraine cho biết, lực lượng Nga gần Torez dường như đang sử dụng chiến lược tương tự như đã sử dụng để giành thành phố Avdiivka hồi tháng 2. Ở Torez, quân Nga bao vây quân Ukraine từ ba phía, đồng thời khiến Ukraine kiệt sức bằng cách không ngừng thả bom lượn từ trên cao xuống, cũng như tấn công liên tục bằng máy bay không người lái UAV. Lực lượng Ukraine cũng thấy rằng Nga đã gia tăng sử dụng bom thả từ trên không, đặc biệt là bom lượn thời Liên Xô ở xung quanh Chasivya và New York. Điều này đã gây thiệt hại đáng kể và ảnh hưởng đến tinh thần của lực lượng Ukraine trên chiến trường, khi một số quả bom lượn nặng khoảng 3.000 kg có thể phá hủy các cứ điểm bộ binh và các tòa nhà với hậu quả thảm khốc. Ông Pasha, 34 tuổi, chỉ huy một đơn vị UAV Ukraine, mô tả tình hình ở New York là rất khó khăn và Nga muốn san phẳng toàn bộ khu vực này để dễ dàng đưa quân vào. Quân Nga đang dùng New York để bao vây Torez và tôi nghĩ giờ họ có cơ hội để bao vây nó, vấn đề chỉ là nguồn lực và thời gian. Bom lượn rất mạnh và chúng có thể vô hiệu hóa toàn bộ đơn vị bộ binh bằng những đợt xung chuyển, ông Pasha nói. Tư lệnh lục quân Anh dự đoán chuyện Nga kiểm soát 4 tỉnh đông Ukraine. Tân tư lệnh lục quân Anh, tướng Soroli Walker dự đoán rằng Nga có thể phải chịu thương vong lên tới 1,8 triệu binh sĩ trong vòng 5 năm tới để đạt được mục tiêu kiểm soát hoàn toàn 4 tỉnh đông Ukraine, gồm Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhia, tờ Business Insider đưa tin ngày 25 tháng 7. Tướng Walker cho biết, ông đưa ra ước tính dựa trên tỷ lệ thương vong hiện tại mà lực lượng Moscow phải đối mặt ở Ukraine. Ông Walker đưa ra dự đoán trên tại Hội nghị Chiến tranh trên bộ năm 2024 do Viện Nghiên cứu Quân chủng Thống nhất Hoàng gia Anh tổ chức hồi cuối tuần qua. Nếu họ tiếp tục chiến đấu như vậy, có lẽ Nga sẽ phải mất 5 năm để đạt được mục tiêu tối thiểu ở 4 tỉnh. Ông Walker nói thêm rằng Moscow cũng có thể sẽ mất hàng tỷ thiết bị quân sự trong mục tiêu kiểm soát 4 tỉnh đông Ukraine. Tướng Walker nhấn mạnh rằng trong một cuộc chiến tiêu hao sẽ không có người chiến thắng. Đây là sự tàn phá hoàn toàn cho cả hai bên và những thế hệ mất mát. Có nhiều thứ khiến Nga phải lo lắng hơn là mất phần lớn từ 1,5 đến 1,8 triệu người để đổi lấy một phần của Ukraine. Tướng Walker nêu quan điểm chuyện Nga kiểm soát 4 tỉnh đông Ukraine. Nga chưa bình luận về thông tin trên. Cả Nga và Ukraine đều lên tiếng sẵn sàng đàm phán. Phát biểu trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 25 tháng 7, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia nói rằng Ukraine tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Nga phù hợp với lập trường của Moscow.
Theo ông Nebenzia, Nga xác định rằng con đường ngoại giao là thích hợp hơn để giải quyết xung đột hiện tại ở Ukraine, hãng thông tấn TASS đưa tin. Cũng trong ngày 25 tháng 7, phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nói rằng Nga sẵn sàng đàm phán hòa bình với Ukraine nhưng có một số điểm cần phải làm rõ trước khi đàm phán hòa bình, bao gồm địa vị của Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky và luật pháp của Ukraine, đài RT đưa tin. Ông Peskov nói thêm rằng một trở ngại khác là sắc lệnh cấm đàm phán giữa Kiev và giới lãnh đạo hiện tại ở Moscow được ông Zelensky ký hồi năm 2022. Theo ông Peskov, những lệnh cấm này hiện vẫn được áp dụng và nó làm cho khả năng đàm phán trở nên khó khăn vì vướng víu pháp lý. Trước đó, ngày 24 tháng 7, Ngoại trưởng Ukraine, ông Dmytro Kuleba nói rằng Ukraine đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc đàm phán hòa bình với Nga, với hai điều kiện là Kiev phải có mặt trong các cuộc đàm phán và Moscow phải tôn trọng, đảm bảo chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!